Xin chào, tôi là Patrick. The Floating Car là một bộ phim hay trong liên hoan phim khoa học 2014 của chúng tôi. Và bây giờ, việc tôi muốn làm là chỉ cho các bạn cách làm ra động cơ điện của chính bạn. Nguyên liệu chúng ta cần là một cục pin, hai chiếc kim băng, băng dính và băng dính hai mặt, nam châm, một cuộn dây đồng và kéo. Đây là tất cả những thứ chúng ta cần để làm động cơ điện của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu với cục pin này và kim băng. Đầu tiên, chúng ta gắn phần đầu của kim băng và đầu pin như thế này. Chúng ta lấy phần đầu kim băng còn lại, gắn nó xuống đây. Sau đó, ta lấy băng dính bọc để cố định chúng lại. Tiếp theo, gắn băng dính hai mặt lên thân của cục pin. Chúng ta sẽ đặt hai mảnh nam châm lên trên mảnh băng dính để cố định. Sau đó, cuốn dây đồng xung quanh kéo khoảng 5 vòng để tạo ra một vòng tròn như thế này. Dùng cây kéo để cạo lớp đồng tĩnh điện ở phía hai đầu dây đồng. Cuối cùng, xuyên dây đồng qua lỗ của kim băng và nhìn nó quay vòng. Và đây là động cơ tự làm của chúng ta. Tôi hy vọng các bạn thấy thích thú với liên hoan phim khoa học 2014. Chúc bạn một ngày tốt lành.